cán bộ ngân sách quốc hội đặt câu hỏi về việc chi tiêu của đảng tự do. Thủ tướng Justin Trudeau không cho thấy dấu hiệu nào về kế hoạch kiềm chế chi tiêu của chính phủ, sau khi một báo cáo quan trọng của quan chức ngân sách quốc hội đặt câu hỏi về trường hợp đảng tự do chi hàng chục tỷ đô la trong kế hoạch kích thích kinh tế. Đảng tự do đã hứa dành ra mức tiền lên tới 100 tỷ đô la để kích thích nền kinh tế, tùy thuộc vào một loạt các rào cản chi tiêu để xác định liệu nền kinh tế đã phục hồi đủ sau đại dịch COVID-19 hay chưa. Báo cáo của quan chức ngân sách ông Yves Gourous được công bố vào sáng thứ Tư cho biết những tiêu chuẩn đó, phần lớn gắn liền với thị trường lao động, dường như đã được đáp ứng. Ông nói rằng điều đó cho thấy bất kỳ biện pháp kích thích nào cũng nên được cắt giảm trước khi năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Ông Gourous nói thêm rằng, kế hoạch kích thích tài chính có giá trị lên tới 100 tỷ đô la này không còn lý do hợp lý để tồn tại, trừ khi là chính phủ thay đổi tiêu chuẩn chính sách. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng muộn thứ Tư, ông Trudeau đã tránh các câu hỏi về rào cản chi tiêu và thay vào đó chỉ ra kế hoạch của đảng tự do để giữ nợ theo tỷ lệ phần trăm của nền kinh tế, được gọi là tỷ lệ nợ trên GDP, tổng sản phẩm quốc nội, theo mức giảm dần. Thị trường lao động đã kết thúc năm 2021 sau khi đã tăng vọt quá mức trước đại dịch, trong khi các chỉ số kinh tế khác cho thấy nền kinh tế có thể đang đạt giới hạn. Quá nhiều sự kích thích có thể gây thêm căng thẳng bằng cách thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng cho các loại hàng hóa mà vốn đang có nhu cầu cao. Nhà phê bình tài chính đảng bảo thủ là ông Pierre Poilievre nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng ông muốn thấy đảng tự do giảm chi tiêu và vội vàng sử dụng các biện pháp kích thích được thấy ở các nước như là Hoa Kỳ. Ông nói chỉ vì các chính phủ khác đang phá hoại tiền của họ và tăng chi phí sinh hoạt cho người dân của họ, không có nghĩa là chúng ta cũng phải làm như vậy.